Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Thì video ngày hôm nay Ambeshop sẽ làm một video để hướng dẫn các anh cách châm xăng cũng như là thay đá và thay bấc của Zippo Mỹ các anh nha. Và thay bông nữa, rất là đơn giản và cực kỳ là dễ dàng luôn. Thì ở đây em có đã chuẩn bị là một bông Zippo chính hãng cũng như là xăng và đá và bấc Zippo chính hãng các anh nha. Các anh lưu ý giúp em là mình nên lựa chọn phụ kiện chính hãng để đảm bảo cho sức khỏe cũng như là để đảm bảo cho tuổi thọ của chiếc Zippo của chúng ta các anh nhá. Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Thì mình có thể lựa chọn những cái cửa hàng Zippo uy tín cũng như là các anh mình cũng có thể đặt các cái phụ kiện này trực tiếp tại Ambeshop các anh nha. Thì trên video này em đã chuẩn bị các phụ kiện cũng như là một vài dụng cụ cần thiết và một chiếc Zippo Mỹ ở đây các anh nha. Chiếc Zippo Mỹ này là một chiếc Zippo mới 100%. Thì em sẽ làm video để hướng dẫn các anh một cách đơn giản nhất các anh nha. Thì trước khi mà mình muốn thay một cái phụ kiện nào đó thì chắc chắn là các anh mình cần mở nắp chiếc Zippo đúng không ạ? Và sau đó là mình rút tách biệt ruột và cái phần vỏ này ra giúp em nha. Và em sẽ để cái chiếc vỏ này sang một bên và em sẽ đi đến cái phần ruột này của chúng ta. Các anh mình coi giúp em đây là một chiếc Zippo cần thay thế tất cả các phụ kiện như là xăng, bấc, đá hay là bông luôn các anh nha. Thì mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh giúp em các anh nha. Đầu tiên là em sẽ đi đến thay đá của chiếc Zippo này. Thì trước khi mà thay đá thì chúng ta cần phải vặn cái phần này ra để thay đá đúng không ạ? Em sẽ vặn cái phần này ra các anh nha. Vặn cái phần này ra. Wow, rất đơn giản các anh ạ, rất là dễ dàng. Thì em đã lấy được cái phần thay đá này ra rồi. Rất đơn giản đúng không ạ? Và tiếp theo là em sẽ tháo cái phần chặn xăng này ra các anh nha. Em sẽ nhấc cái phần chặn xăng này ra. Và tiếp theo là đây coi như là những cái bông đã bẩn rồi các anh nhá. Thì em sẽ loại bỏ những cái bông này ra ngoài và em sẽ thay bông mới. Em sẽ loại bỏ những cái bông này ra và em sẽ thay bông mới các anh nhá. Rất đơn giản và dễ dàng thôi, ai cũng có thể làm được các anh ạ, rất là dễ dàng. Ở cái phần này thì nó hơi nhỏ một chút thì mình có thể lấy một chiếc que nhỏ nhỏ để các anh mình có thể thiếu lên như thế này. Rất dễ dàng thôi. Và bấc đúng không ạ, rút ra. Khi mà chúng ta đã lấy được tất cả các cái phụ kiện mà cần thay thế ra rồi thì mình quan sát giúp em cái bánh xe. Cái bánh xe thì đã không còn đá đúng không ạ? Và mình có thể vệ sinh cái buồng đốt các anh nhé. Khi mà mình sử dụng lâu thì chắc chắn là cái buồng đốt của chúng ta bẩn rồi. Thì các anh mình hoàn toàn có thể vệ sinh giúp em khi mà mình đã tháo hết ra như này. Và mình vệ sinh buồng đốt giúp em các anh nhé. Thì sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ buồng đốt cũng như là các cái bộ phận ở cái phần bên trong này rồi, thì các anh mình chuẩn bị giúp em một chiếc bấc Zippo mới các anh nhé. Một chiếc bấc Zippo mới để mình có thể thay giúp em. Thì mình sẽ chuẩn bị cái bông bấc này và mình đút từ trên này xuống dưới giúp em nha. Các anh mình có thể đút từ dưới lên trên cũng được, nhưng mà em thì thấy là đút từ trên xuống dưới dễ hơn nên là em đã lựa chọn là đút từ trên xuống dưới các anh nhá. Và sau khi mình đút bấc lại như thế này rồi thì các anh lại chuẩn bị giúp em một cái bông các anh nha. Bông giúp em thì các anh sẽ lại sử dụng bông mới và mình đút vào bên trong này giúp em nhá. Mình lại đút vào bên trong và mình lưu ý giúp em là đút bông này thì các anh mình đút bông và cái bấc này thì mình phải để zig zag giúp em nha. Cái bấc này mình phải để zig zag giúp em để cho cái chiếc bật lửa của chúng ta ngậm xăng một cách tốt nhất cài nha. Vì cho chiếc bật lửa của chúng ta ngậm xăng một cách tốt nhất và tuyệt vời nhất thì mình đút theo cái chiều zig zag giúp em. Rất đơn giản và dễ dàng thôi đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản. Và mình lưu ý giúp em cài nha. Cái bông này thì cài mình cũng đút vừa phải thôi, mình không nên đút quá nhiều. Bởi vì mình đốt quá nhiều nó cũng không tốt đấy ạ. Bởi vì là các anh mình cũng biết rồi đấy ạ, những gì nhiều quá hoặc là những gì quá thì nó cũng không hề tốt. Nên là mình đút vừa phải giúp em thôi các anh nha. Mình lựa chọn đút vừa phải giúp em thôi. Và mình sẽ đút hết vào cái này giúp em. Đút vào chiếc bật lửa này của chúng ta. Rất đơn giản và dễ dàng thôi đúng không ạ? Cái phần thay phụ kiện này thì đa phần là ai cũng làm được rồi. Thì em chỉ hướng dẫn lên để chắc chắn là để hướng dẫn một vài anh mà mình mới tập chơi thôi các anh nha. Đây là những anh nào mà mình chơi lâu rồi thì mình cũng có thể xem lại để tham khảo thêm các anh nhá. Thì sau khi mà em đã đút bông vào đầy đủ như thế này rồi, một cách đầy đủ và vừa phải như thế này rồi thì em sẽ để cái phần chặn xăng này vào các anh nhá. Mình sẽ để cái phần chặn xăng này vào giúp em. Và sau đó thì em sẽ cho một viên đá. Em sẽ chuẩn bị một viên đá mới và em sẽ để vào phần bên trong này các anh nha. Và tiếp theo là em sẽ
đẩy cái phần này, lò xo này vào. Em sẽ đẩy cái phần lò xo này vào và em sẽ vặn chặt lại các em nha. Em sẽ vặn chặt lại, và để vặn chặt nhất thì em sẽ sử dụng lại cái chiếc tô vít vừa nãy nhé. Và em vặn vào như thế này. Rất đơn giản thôi đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản. Sau khi mà chúng ta đã thay toàn bộ các cái phụ kiện một cách đơn giản và một cách đầy đủ như thế này rồi, thì các anh khi mà thay như thế này rồi thì chúng ta cần châm xăng đúng không ạ? Châm xăng thì mình lại sử dụng một chiếc que và mình gẩy lên như này giúp em nha. Mình gẩy lên như vậy và mình đổ xăng các anh nhá. Mình đổ xăng giúp em thì mình lựa chọn bình xăng Zippo chính hãng và mình đổ vào bên trong mình giúp em nha. Mình đổ vào và mình khi nào mình cảm thấy nó ngấm lên đến cái phần này, phần ở bên này giúp em. Nó ngấm lên đến phần này tức là xăng của mình đã đầy thì các anh mình dừng lại giúp em nha. Mình dừng lại giúp em. Và như thế là chúng ta đã thay và cũng như là vệ sinh được hoàn toàn chiếc bật lửa của chúng ta một cách đơn giản và dễ dàng rồi đúng không ạ? Đa phần thì ai cũng có thể làm được rất dễ dàng và đơn giản thôi. Nếu anh nào mà mình còn thắc mắc ở cái phần thay nào thì mình có thể liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để các bạn có thể hướng dẫn các anh một cách chi tiết nhất. Và bên em cam kết là nếu mà anh nào mà mình chưa biết cách thay phụ kiện thì bên em sẽ hướng dẫn để các anh biết thay. Đến khi nào mà các anh mình biết thay thì thôi các anh nha. Thì anh nào mà cần hỗ trợ cũng như là mình cần tìm các cái phụ kiện chính hãng của Zippo thì các anh cũng có thể liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều vì đã theo dõi hết video này của Ambe Shop. Chúc các anh sức khỏe và thành công trong cuộc sống các anh nhá.